Anh chứ khỏe lên, lấy vừa hai mới được. Có 50 cân đấy. 50 cân á? Như đợt vừa rồi nên mưa lại nước tràn hết vào nhà ấy. Hả? 7m8 gần 8m. Vừa mấy quả ớt này như kiểu mốc hết rồi ấy. Còn ăn không thể thiếu. Cái cột xong thì bắt đầu cũng là phải dỡ cái nhà xuống để bắt đầu dựng nhà mới lên. Em toán cho thì Nhưng chờ mưa lắm. Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại chỗ nhà của em Sùng nhà nghiêng. Hôm nay thì em Dương vào đây vì là cũng chỗ nhà của em Sùng ấy, hiện tại thì cũng đã bắt đầu là thi công và chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa. Hôm vừa rồi thì em Dương cùng Bí Thư Già cũng đi vào trong kia để mà tìm mua được cái cây xảo dọc cho nhà em Sùng rồi. Nhưng mà không biết là ông đã trở về chưa. Thêm nữa là hôm nay thì vào thì cũng để xem cập nhật cái tiến độ san nền nhà. Vì em Lử em cũng có thuê người để mà san cái nền nhà cho rộng hơn một chút, bởi vì là em cũng muốn nối rộng ra thêm một tí ấy. Thêm nữa là cũng có một số cái khoản chi phí là cũng cần hỗ trợ cho gia đình, vì cái đợt trước là còn thiếu ba cái cột. Lúc đầu là em Sùng em Lử em cũng có tự thuê, nhưng mà vì là bây giờ thì em cũng thuê và cũng chi tiêu, em cũng tiêu nhiều khoản nên cũng hiện tại cũng số tiền cũng hết. Và sáng em cũng có gọi cho em Dương là hiện tại là cái số tiền bây giờ để trả cho người ta thì vẫn còn thiếu một chút, thì em Dương cũng có vào trong này để xem hỏi rõ gia đình cũng như là hỗ trợ gia đình của bác ạ. Đây các bác, đây là những cái cây cột mà em Sùng em Lử cũng có mua được đây. Cột này là dài tận 4m này, hơn 4m thì sao ấy. Hôm nay cũng em mua và cũng có thuê người ta là có lưới đây. Cây mấy cột đấy hả Lử? Cái này là cả tiền mua cả tiền chở, đây là em khoán luôn một thể à? Đây đây này, cả mua cả cây cả tiền công cán vận chuyển luôn, người ta tự chuyển về đến đây. Hả? Bỏ kéo à? Cái này không được đâu. Cái này phải làm, cái này nếu mà người vác ấy thì phải làm nói chung là đai nhiều cây vào, phải nhiều người vào tầm 7-8 người đi. Đúng rồi. Như ngày trước các cụ làm nhà sàn ấy nhỉ. Ủa cái này mà được bào qua thì ngon đấy nhỉ. Bây giờ mọi người đang san nền à? San nền, cái này là em thuê à? Thân nền ấy. Vâng. Thuê chỗ đấy bao tiền? Mỗi người 70 hay sao? Mỗi người 70.000 á? Vâng. Bao nhiêu người? 10 người. 10 người? Vâng. Tổng là 700.000. Không. Hồ, anh chứ. Cưa. Thế này làm việc lại cởi áo không thế tay này. Ôi cháu, lê cho tán cho đi nè. Ôi giờ sao sâu. Đã lấy rượu ra rồi làm vừa uống kìa. Mua mà hào chí, mua mà chị hào. À, có thì uống, không có cho ai nhân nha mà vô chị tàu à. Ừ, đúng rồi. Đây này. Đây mọi người cũng đã san ra đây tương đối là nhiều. May mà cái chỗ đoạn này là vẫn là nương của nhà em Lử em Sùng, không thì kiểu gì là người ta cũng làm khó mình nữa. Xe rùa có mấy cái hả em? Có một cái thôi anh ạ. Một cái thôi á? À? Vâng. Ui ồ. Thế toàn phải dùng cái bao tải này làm như này à? Vâng. Ồ, bê thôi. Này bê như này thôi. Vâng. Làm được rộng phết rồi chứ. Này, đúng rồi. Đủ rộng rồi anh ạ. Đủ rộng, sắp xong rồi anh nhỉ. Chào mọi người nhá. Chào cô cún này chỉ cho lò. Con ní á tỏ chút chê ô chỉ kí tỉnh tối nè. Ồ, thế chỉ cú cái con này, tiếc rồi. Ồ, hải kí tỉnh chỉ cho ní lô. Hả? Ồ, liên mà nông leo ní ô. Cái chỗ này là mình làm được bao nhiêu ngày rồi? Hắn đi nếu tao hắn tao nông nè. Y nơi tao sụ. Y nơi tao sụ. Làm họ ủi nông nó? Là ủa thế. Làm từ hôm qua rồi à? Thế làm một ngày rưỡi nhỉ? Là tụ bỏ. Là ủi tao sụ. Nông thì đi ạ. Mấy em ở đây có làm nữa không? Và em còn bên kia có cái chỗ sạt ở đằng sau kia, em đang cần thuê người để san đấy. Thế một phụ chị uôn là u tọc cự có kia tọ u pon tọ hay sơn san tiền nền khác đi nào mà tiêu khác mà hay tiền nào mà tiền
điên tiền mà bảo ấy rồi đi chơi nào phải ở ấy ta xuống nông yên thôi kia là tôi nãy ta xuống nông yên nó kìa nói chung là ở đây thì bây giờ gia đình khi mà san được đất như này thì cái chỗ nền nhà cũng tương đối là bằng rồi các bác ạ. Bằng và mở rộng được rộng rãi hơn nhiều từ những cái hiên nhà này. Để mà cái chiều dài chiều rộng của ngôi nhà thì có lẽ thì cũng diện tích ngôi nhà thì chắc cũng có lẽ cũng không chênh lệch là mấy so với cái căn nhà cũ đâu. Vì chi phí cũng không đủ ấy. Nhưng mà mình vẫn đã được làm thì làm luôn một thể thì em cũng có muốn mở rộng trên cái nền nhà và có san được đất. San đây đây. Em là cũng thuê người làm luôn. Vì gia đình ở đây quanh đây thì cũng nhờ không được người mấy. Anh chứ. Ồ chà. Ồ hai chỉ xóa như này. Chúa nhìn mo ồ. Hả? Tiền tôi cản chăng? Chú cả đó. Bây giờ mà mua. Hả? Nhưng mà đang toát mồ hôi. Ó tạp phư là tạp phư chỗ nhá nhỉ. Chỉ xây ngô ô. Đi chỉ chửi thiếu. Lâu xong rồi. Hả? Xô toát rồi. Xô xô. Xô giờ lọ giờ này đang là 11 giờ rồi các bác, 11 giờ trưa nhưng mà em ở đây là vẫn không nghỉ. À cái này là tính ngày công à em? Anh tưởng là khoán. Cũng là khoán. Thế sao các chú là tính ngày công này là như nào? Ý là tính cái ngày người ta làm cái gì? Khoán hết rồi gì? Đây này vì là nhà nghiêng quá khi mà lúc san cái nền nhà thì phải bỏ mấy cột chống ở đây ra nhưng mà vẫn phải chống thêm ở đây, nếu mà không chống là cũng sợ đổ. Phía bên này cũng thế, đây này cô bác này. Đấy, những góc này ngày trước là vì ở chỗ đằng sau là cũng hẹp quá ấy, thì cũng không tiện chia sẻ, là bây giờ cũng gia đình san được cái chỗ cái rãnh này lên tầm 1 mét, rộng lên khoảng tầm 1 mét gì đấy, rộng hơn nhiều. May mà cái chỗ này còn toàn đất đấy, với cả nó cũng cả ly nó cũng không cao mấy, nhưng mà như một số nơi là toàn đá là còn san khó hơn nhiều. Đây anh chứ là làm còn không thèm đội mũ nón gì. Người trần luôn. Anh là làm những công việc nặng để quen rồi các bạn. Từ bốc vác rồi đến đi chặt gỗ, chặt cây. Anh chứ làm quá là quen rồi. Thường xuyên đi làm thuê nhưng mà làm nó không tiền đâu. Anh chứ đi mấy tháng rồi, được 2 tháng, 3 tháng được có mỗi 3 triệu. Hai ngày mỗi người cũng tê một tí thôi. Thì bà con đây là thường kê có cái kiểu là vừa làm vừa uống một tí rượu ấy. Hiện tại chỗ đất này cũng gần như là cũng sắp xong, chắc là khoảng tầm 2-3 tiếng nữa là xong rồi. Lại đang vào giữa 12 giờ trưa. Nhưng bà con ở đây là không, thường là không nghỉ, làm thông trưa luôn. Đây các bạn. Ăn cơm xong là bắt đầu là làm luôn. Mệt thì cũng có nghỉ một chút, nghỉ khoảng tầm 5-10 phút như thế lại tiếp tục làm tiếp. cho anh đi nhìn khó lò nà tàn nữa thế dùng khá mình chiếu rồi. Chỉ mà tao hay ngồi rồi. Tên đi mà tao.
ý em một cổng con để quý giờ máu mấy bẹo. Ý áo phê rồi thì mũ lòng nó nhỏ, ý này tôi mà một cối chẳng thì không, tôi mà có phê mà. Không chào đi. Cái mà muốn tao rồi. Ồ. Ý là tao kìa bao. Tao khá phải nụ quá mà. Nhưng chưa có thể mà. Nhưng mà chưa có thể. Cái nhà đã ọp ẹp thì thôi, bây giờ làm một phát thì nó đổ luôn thì khỏi cần phải dỡ luôn ấy. Nhưng mà cũng chịu nhờ cái nhà này nghiêng nghiêng ngả ngả như thế, mấy cái đợt gió to như thế mà nó không đổ được. Ở bê cũng có chú lo lo tờ lo chê vò ra tàm mà nếu lưu chê nhá, nhưng mà thật chỉ nhó tàu thế nè. Con này chỉ mua chua tô nào. Ờ, không trung kích hướng gió của nó. Là may đấy. Ngô đây không ngoài này. Hả? Ngô đây không ngoài này. Ngô này á? Không ngoài. Ngô này vẫn không đổ. Nhưng mà ngô này là giống ngô địa phương hay sao hay đúng không? Cho nên là cho nó tích trời vậy? Nó cứ nổ. Hả? Cứ chua. Cứ chua đâu. Cứ cũng chua. Ừ. Vậy ở chà bọn nó xi xi đấy nhở? Nhỉ ở trồng trồng kỳ mình xi. Hả? Cho phải phải bỏ rồi. Cho nó cứ xi phải bỏ. À. Nhà xưa cũng đã bán đâu mà không chẳng bán đâu mà. Đất rất là nhiều, nhìn cái mô đất nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bới lên thì bao nhiêu là đất. Anh chứ khỏe lên, lấy vừa hai mới được. Cha chi thôi. Có 50 cân mất. 50 cân á? 50 cân được. 60 cân rồi. Tụi con nè mua chi trò là hát chỉnh thiết tàu thế này. Ui, có cái thêm mùa, số ba nó cũng anh bảo này, bây giờ đằng nào cũng được, mình cũng được khoán anh em làm ấy. Thì những cái xung quanh nhà gần đấy đây này, em bảo mọi người khơi cho cái rãnh xuống sâu một tí đi. Đằng nào mình cũng làm thì làm một lần thôi. Khơi cái rãnh xuống sâu một tí để nếu có mưa to. Như đợt vừa rồi này mưa lại nước tràn hết vào nhà ấy. Vâng, cái này là nó đào cái đấy thôi anh ạ. Khi nào mà em đào xong thì em tự đào. Làm xong rồi tự đào à? Đào khoảng tầm 40 phân như thế là được rồi. Rộng với lại sâu tầm 40 phân như thế là vừa rồi. Mưa to là cũng đỡ phải tràn vào nhà. Không như đợt vừa rồi nước trôi hết vào nhà này cũng. Bây giờ nhà cửa là như thế này, là sàn được tạm như thế này là cũng ổn rồi, cũng đủ chiều dài. Ban nãy thì anh em trưởng trọng cũng đo được cái chiều dài ngôi nhà. Em lấy em đo là bao nhiêu nhỉ? Có bao nhiêu nhỉ? Chiều dài ngôi nhà ấy. Chiều dài cái nền ấy. 10 mét à? Cái chiều sâu này đo là bao nhiêu? Cũng khoảng tầm 10 mét không? Thương này thương 5 mét à? Mình cũng không làm đến bằng đấy đâu. Bao nhiêu? Cái chỗ kia là bao nhiêu mét? Hả? 7m8 gần 8 mét. Thế là được rồi, mình cũng không làm rộng đến mức đấy đâu. Ừ. Nhất là cái cây này. Cây với xà của mình cũng không đủ rồi, mình làm rộng thêm thì cũng không đủ. Tầm 5 mét mấy thôi. Ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm chưa? Chưa. Thế là mấy anh em đi làm là mình nuôi cơm hay là tự ăn cơm? Mình nuôi cơm à? Trong nồi này nồi gì? Anh xem với. Rau thôi. À, rau bí. Này là ít bún đúng không?
Bà con ở đây thì và nhất là bữa cơm trưa thì cũng ăn rất là đơn giản thôi. Có một tí rau, tí canh là ăn tạm như vậy thôi, còn chủ yếu là bữa tối. Ui dồi, mấy quả ớt này như kiểu mốc hết rồi ấy. Nghe nướng à? Nướng à? Ừ. Những món ăn hàng ngày của bà con ở đây. Ăn tạm cơm như vậy các bác đây. Mèn mén đây, món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của bà con. Còn ở đây thì vẫn còn một ít gạo. Ít gạo mà hôm nọ thì em Dương cũng có mang vào. Còn đây là của các cô bác cũng gửi về cho gia đình, là cũng có mời mọi người ăn tạm ở đây. Đây căn nhà của gia đình nhà em Sùng và em Lử, thì ngày trước thì em Dương anh em chúng cháu chia sẻ rất nhiều lần với các bác ạ. Đây là đường xung quanh toàn bộ cũng bằng những cây tre, cây nứa này. Ở bên ngoài bên trong là nhìn thấy bên ngoài toàn bộ làm cái gì cũng nhìn thấy hết. À, nghiêng nghiêng ngả nhè đây. Đợt này là lúc san cái chỗ đằng sau thì mọi người cũng bỏ hết toàn bộ cây trống ở đằng sau ra, là cũng giờ cũng rất là nghiêng luôn. Hy vọng là trong những ngày tới là không có mưa gió gì nhiều thì gia đình còn ở tạm. Một hai hôm nữa khi mà đục đẽo những cây cột xong thì bắt đầu cũng là phải dỡ lại cái nhà xuống để bắt đầu dựng nhà mới lên. Bà nãy thì em Dương cùng với em Lử cũng có bàn với mấy anh kia xem là người ta có khoán thẳng để làm ngôi nhà, cả vận chuyển từ pờ lô này cũng như dựng cái ngôi nhà lên xem người ta có làm hay không. Nhưng mà vẫn chưa nói, các anh là chưa tìm được người để bạn đồng hành để cùng làm, thợ để cùng làm, nên là vẫn chưa bàn được. Nếu như mà hợp lý giá thì anh em cùng cháu là cũng có thuê thẳng luôn. Mình đằng nào ấy thì bây giờ nếu mà chở polo là Lử cũng không biết đi nhờ người đâu đúng không? Vâng, không biết đâu vậy ạ. Ừ. Có mấy anh em thì có người thì đi làm hết rồi, thì có tầm 3 anh em ở đấy thôi. Tầm 3 người. Vâng. 3 người mà chở mấy chục tấm polo là gần 100 tấm là cũng một ngày không xong được ấy. Đường khó. Vâng. Dính vào hôm nào mà mình đang chở mà trời mưa một cái là còn dở luôn ấy. Vâng. Ừ. Người thì không có. Nên là thuê mấy anh em này là ở đâu về? Mình em này là cũng hàng xóm mà. Hàng xóm ở đây. Vâng. Thì nhờ người ta không được? Không, nhờ được thì người ta thì có cái đấy thì người ta lắm được đâu. Nhờ thì phải 2 ngày đấy. À, nhờ phải 2 ngày. Nếu mà về nhờ thì cũng phải cơm nước đúng không? Cơm nước là nó có rượu. Rượu rồi mà nó có gì khó đâu. Làm một lúc thì phải một mấy chén rượu thôi, đến lúc khoảng tầm trưa là bắt đầu say hết rồi làm chả được rồi đúng không? Ừ, say lại về nhà mất rồi. Đấy, mất tiền ăn. Mất tiền ăn này nhiều. Ở đâu thế hôm nọ cái ông bảo là chặt cây chưa chặt xong đâu à? Chưa, chắc chưa đâu, ông đấy nó cũng làm mà chẳng qua là nếu mà ui quên mất từ nãy giờ không cài ấy này cho em nhỉ. nó chắc chưa đâu anh ạ. À. Nếu mà đấy nếu mà nó chạm xong thì nó thì kéo về, chắc là nó cũng chưa chạm xong. Ừ thôi thì mất đâu một ngày hôm nay cho nó để cây kia bia mình cũng chưa cần thiết lắm. Vâng, và chỉ cần mấy cái 2-3 hôm nữa ông kéo về lúc nào cũng được. Vâng. Mình cũng chưa cần cây đây lắm, chủ yếu bây giờ san cái nền này. Hoặc là đục những cái lỗ ở cột. Được cái lỗ ở cột, nhưng mà bây giờ là đang dở cái là bào thì cũng không biết là nếu mà thuê người ta bào luôn thì có người ta có đủ tiền hay không. Về xem là họ tính toán xem cái số tiền để tính cân đo sao cho hợp lý để mình còn đủ tiền mà sửa sang lại. Vâng. Chứ không là đến lúc mà nhiều tiền quá thì mình lại không lo được cái gì thêm nữa. Vâng. Chắc chắn là cái chỗ tiền để mua polo với lại vận chuyển polo kia là mình phải giữ lại. Vâng. Với cả cái tiền để mà mua cái cây hôm nọ mà anh em mình đi mua cái ấy, thì kia là phải giữ rồi. Ở đâu cái tiền ba cái cột kia em bảo là thiếu bao nhiêu tiền? Thì 550 nữa anh ạ. 550 à? Vâng. Bây giờ giả cho ai? Trả cho ông lúc nấy. Đâu có anh kia về đấy anh giả luôn à? Vâng. Những cây cột kia là đợt nọ là em Lử mua. Em ấy mua là một cột là hình như là 500 hay bao nhiêu gì đấy. Thì em ấy cũng có mua rồi. Ơ lỏ mày lòng bao nhiêu? Tự nhiên ít thể mua tả cho anh chẳng đi ô chua. Ô chua chân ra chụp lo một chi đó. Còn anh chẳng đi chua ít bữa xe mua chi của chi đó. Mình cho phải này sao đợt ta.
Bây giờ là hết cột rồi đúng không? Cột là lấy kéo về đến đây là không còn liên quan gì nữa. Hết rồi anh ạ. Bây giờ hết rồi, bây giờ chị làm thôi. Bây giờ thì thanh toán tiền nữa là xong đúng không? Vâng, thanh toán tiền là xong. Chỉ còn 6 cái đấy nữa thôi. Hả? 6 cái cột chéo đấy. 6 cái cây kia nữa thôi luôn. Vâng. Đợt nọ là cây là mua là một cây bao nhiêu tiền? À là đi. Trời sao mình chí. Hả? Không nọ là một cột là bao tiền? Một cột là 3 trang. 300. Tính cả 3 cột kia là 950. Em trả trước 500 rồi. Trả trước. Và có 450 và cái này là còn 100 nữa là 550. À, vâng. Cái tiền nền nhà này 100 nữa. Vâng. Là đấy, tất cả chi phí là như thế đấy, như thế thôi gì? Vâng. Là 600 rồi nhưng mà nó trả 500 nữa rồi. À. Vâng. Là 550 đúng không? Vâng. Là trả cho chú này là hết đúng không? Vâng, chú này là chủ ấy mà. Ừ. 950 à? 950 là cả tiền cột đấy đúng không? Tiền cột với tiền nền đấy đúng không? Vâng. 950. Ô anh thiếu không có 10.000 rồi. Em có đưa đấy. Em có 10.000 không? Có. Thế thì còn 540 thôi. Đúng không? 540. Thì cái này là em ấy cũng thuê để san nền đây này. Đây em. Đây có bác nhá, đây là 540 thì cũng thiếu 10.000 ra em lửa em cũng có bỏ thêm. Đấy, thì em thanh toán luôn cho chú. Nhưng chỉ mua lớn. Nhưng khỏi đặt trạp vào chẳng. Chỉ thể đón đây cho khắc hộ trê không á. Ôi lì chụp lóc một chí mà. Dô lòng. Ôi lì thì con là như chí chào chế mà. Chí chào chế. Mình cho một chí chó thì rau một chí bùa là con chào chế một chí bùa mà. Ôi chí chào chế chả ít bùa để trọng bùa mà. Vâng là hết. Ta chí tàu. Bắt chó bắt tay cái. Đấy là hết cái chỗ này rồi không? Được, bây giờ còn có 1.000.000 ở chỗ ông chặt cái cây xỏ ngang, xỏ dọc kia cho thôi đúng không? Vâng. Là những cái chi phí cho em cũng đã bỏ ra. Còn cái chỗ hôm nọ là em Dương cũng có cọc trước là 200.000 thì hôm nào chú ông có kéo cây về nơi thì thanh toán nốt cái chỗ 1.000.000 kia thì em Dương sẽ trừ quỹ xong. Còn cái chỗ này thì chú về nhà em Dương sẽ thủy trừ luôn một thể ạ. Vâng. Bây giờ đâu không phải là có anh nào gọi về xem ấy á. Không, anh ấy. Anh kia là say rượu rồi. Nét khá à thì ở khá chê lần đầu lo khăn. Nghe chào anh. Sao anh muốn nhận làm cái nhà? Hả? Cái gì? Không biết. Vâng, nhà gỗ thôi mà, không phải nhà xây đâu. Lao xương này bé mà thuê là cả nó rộng lên luôn. Mình ngồi đi anh. Vâng. Cái chồng nó vào. Mùa không anh, mùa trong cây tí chảy nọ. Mùa. Đấy em tả từng đấy đi anh xem làm được thì làm cho em. 7 triệu không được. Bây giờ đục có 4 cái 9 cái lỗ. Và bào qua cột rồi mấy cái xà dựng lên đấy, lợp thì trong khoảng tầm một lợp thì lúc làm đã đi lợp nhanh không mà gia đình vẫn có phụ mà, kể cả thuê bọn em vẫn gia đình có lử đây vẫn có phụ này mà. Còn em tính là nếu mà được thì chở polo luôn, nhưng mà nếu mà anh không chở polo được thì cho gia đình tự chở. Đường này nó khó quá. Đường này khó. Khó thì mình kiếm tiền, mình khó thì em mới thuê chứ còn không dễ thì cho gia đình tự chở rồi. Lấy 6.500 làm gì làm đấy. 6.500 nhiều quá, đắt quá. Cái này việc cũng không nhiều lắm thật. Thà rằng nếu như mà bảo là em thuê từng nếu bạn tâm bán một cho anh con viên lại. Có việc nhiều. Tất nhiên là có nhiều có việc thì mới làm chứ. Đây đục cột với cả anh mà có máy cưa thì có cái lam bé cái anh dùng máy đục là nhanh không ấy mà. Không có đâu. Hả? Không có lấy búa được rồi. Lấy búa. Không có mấy cưa kia thì thế. Lam mấy kia là cũng nhanh không nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì còn xa xa thì nhanh không, xa thì những cái ít thôi, những à. Cái cây như này nó cũng thẳng bảo đấy, 6,5 triệu đắt quá. Đây có 9 cái cột với lại mấy cái xà lợp mái, không quá là nhiều việc, chẳng qua là bây giờ là các bác thì cũng gia đình là cũng không có người ấy. Căng lắm là 5 triệu là hết cỡ rồi, em không lên được nữa thật. Thế vì còn hiện tại là vẫn còn công tiền là mua quả lô nữa. Hả? Không lên được nữa, em thật luôn, không lên một được một đồng nữa cũng không lên được nữa thật. Chỉ chỗ cao tao mà đấy, chỉ chỗ cao em thì ló mà em việc mà em làm nhà mà em làm nhiều rồi, em biết tự biết làm bao nhiêu người ấy mà. Đây các bác, em Dương đang tính là thuê dựng cả bào hết những cây cột này và đục lỗ để xỏ những cái cây xà vào, như những cái xà cũng bào hết và lợp mái, lắp đòn tay, và từ tất là tật là làm mà sẽ thực hiện em thợ làm hết, có mỗi là mình sẽ gia đình tự chuyển vào lô lên thôi. Thì em Dương sẽ cũng đang tính là thuê, nếu mà đằng nào mình nhờ người thì cũng đông người thì mình cũng ăn uống rồi là tiền là mua đồ ăn các kiểu và còn rượu nữa thì cũng không khác gì mấy thêm đấy. Còn nếu như mình gia đình tự làm thì cũng không có máy móc để mà làm, thứ nhất là không bào được những cây cột đấy các bác ạ. Đây các bác, anh em ban em Dương thì đang chuẩn bị trên đường đi về, thì ông anh là cũng tính toán thì cũng quay tiếp tục là cũng đồng ý là số tiền là 5 triệu. Như ban nãy em Dương cũng gạ anh ấy là anh đấy sẽ bào tất cả những cây cột của nhà em Lử, em Sùng, và bào đục lỗ dựng cột, bào cả những cái cây xà dựng cột này, nói chung là sẽ dựng căn nhà lên cũng như lợp mái, trừ có mỗi cái là vận chuyển vào lô là gia đình là tự vận chuyển đấy, thì là anh ấy sẽ nhận là làm hết. Tổng là số tiền là 5 triệu thì cái 5 triệu nha anh nhá. Ban đầu anh còn đòi là 8 triệu cơ, nhưng mà 8 triệu là với số tiền là hơi cao, cũng tính toán làm sao cho hợp lý, thì số tiền là em Dương 15 triệu thì em Dương cũng nghĩ là cũng hợp lý cho cả đôi bên chứ cũng không quá là nhiều. Thì chốt là 5 triệu nhá. Có cần phải cọc trước một tí không? Bắt tay cái nào. 5 triệu lỡ. Bắt tay với anh cái nào. Có phải cọc trước một ít không? Hả? Cọc một ít nhá. Em cọc cho 500 nghìn trước nhá. Là... Hả? 500 nghìn được rồi. Em cọc trước 500 nhá. Thì còn lại là 4,5 triệu. Là em nói lại một lần nữa nhá. Bào hết cột, đục cột dựng lên. Bào cột và xà tất cả những cây kia, trừ cái đòn tay là không bào. Đấy, dựng lên và lợp mái toàn bộ luôn nhá. Còn có mỗi cái vận chuyển polo là bọn em tự chuyển nhá. Thì em cọc trước anh là 500 nghìn, còn lại 4,5 triệu thì là anh hoàn thành thì sẽ em sẽ thanh toán nốt cho. Còn ăn uống là bọn anh tự ăn nhá. Ăn uống là bọn anh tự chịu nhá. Đấy, đây em Dương cọc trước là 500 nghìn. Đây, vâng, ok anh. Đây có, em có quay phim ghi hình ở đây nhá. Nếu mà mai còn có gì thắc mắc thì em lại lấy cái video này ra em cho anh xem nhá. Anh đây là gì nhỉ? Anh Chính à? Nhà anh ở đoạn nào? À, ở Ngạm Cạch à? Ngạm Cạch thì em đi qua đây suốt. Vâng, chốt nhá. Thôi thế bây giờ thì chắc là đấy, và anh cũng ở lại đây anh ngồi chơi với gia đình đi. Em có chút công việc em đi nữa. Còn cái bao giờ bác ấy kia mà kéo cây về thì gọi cho anh nhé. Để anh ra đây còn thanh toán nốt tiền cho hả? Mai làm luôn đi anh. Mà em cái nhà này sắp đổ rồi anh ạ. À. Không làm sớm thì mai còn không kịp ấy. Thế có mưa thì không về được đấy. Ờ. Mưa á? Mưa không thì có về được mà. Có một đoạn đấy rồi. Trời này chắc không mưa được nữa rồi. Em bảo nó không mưa rồi. Này anh yên tâm đi. Em bảo nó không mưa rồi. Nhưng mà nó không nghe đâu. Thôi nhá, thế được, các anh cứ ngồi chơi với gia đình nhá. Em còn tí công việc bận nữa. Còn bây giờ thì em Dương có chút công việc bận nữa. Chắc là em Dương xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.